Xin chào anh chị và tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt như là kết nối, cắm các dây kết nối giữa H9 và mic. Đây chính là chiếc H9. Đó, bao gồm tất cả các tính năng hiệu ứng đầy đủ, rất là tuyệt vời luôn ở chiếc sound này. Đó, các bạn khi bật nguồn chỉ cần ấn giữ nút on off khoảng 3 giây, 2 đến 3 giây là các bạn đã mở được nguồn. Đó. Bây giờ mình sẽ tắt đi và mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cũng như là kết nối các loại dây ly cần thiết để hát trực tiếp, phát trực tiếp hay là thu âm nhé. Đó. Đây là các cổng cắm, jack cắm lần lượt từ trái qua phải. Từ trái là microphone 1, microphone 2, đó chính là cắm dây mic. Đó, đây chính là chiếc dây mic đi theo mic. Khi các bạn mua đủ trọn bộ thì chúng ta sẽ cắm cái đầu 3.5mm này vào microphone 1 hoặc microphone 2 đều được. Đó. Cái thứ hai đó chính là hai cái dây trắng này. Có thể vừa làm dây lấy nhạc từ điện thoại, dây lấy nhạc từ máy tính hoặc là các bạn dùng làm dây livestream luôn. Đó. Các bạn không cần nếu các bạn chỉ livestream trên Facebook này hay là thu âm bình thường thì không cần đến cái dây lai ba màu này, mà chỉ cần dùng hai cái dây trắng, một trong hai dây trắng này là ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cắm nha. Dây mic thì cắm cổng microphone 1, microphone 2. Đó. Còn đây là nếu các bạn lấy nhạc từ điện thoại, các bạn phát lấy Bluetooth thì không cần đến cái dây này. Các bạn dùng Bluetooth phát qua điện thoại là ok. Đây, dây này các bạn dùng làm dây livestream thì một đầu các bạn cắm vào cổng live play. Đó, cắm vào cổng live play là được. Còn nếu các bạn lấy nhạc từ điện thoại khác nữa mà không phát qua Bluetooth thì các bạn dùng dây để cắm vào cái lỗ tai nghe của điện thoại bằng cái dây này, cắm vào cổng live in. Các bạn đếm ạ. Nút hai cổng đầu tiên là 1, 2, 3, 4. Cổng thứ tư là cổng dây livestream. Cổng thứ năm là cổng dây lấy nhạc từ điện thoại khác. Đó. Còn nếu các bạn lấy nhạc từ điện thoại khác bằng cách phát Bluetooth thì các bạn rút dây live in này ra, rút dây thứ năm ra, cổng thứ năm ra, các bạn không dùng đến. Còn cổng thứ 6 chính là cổng live play. Ở đâu? Là cổng phone. Cổng phone thì các bạn cắm dây tai nghe. Đó, đây chính là tai nghe kiểm âm của bên ZKK. Rất là chất lượng, TS2260 của hãng Tastar, như các bạn đằng trước các bạn đang thấy đấy. Các bạn cắm vào cổng phone là cổng thứ 6. Đếm từ trái qua phải 1 2 3 4 5, 6, đó, cổng phone. Cổng phone, đó. Đấy là cắm tai nghe. Rồi, ok. Còn nếu các bạn khác muốn livestream ở trên Bigo Live hoặc là các app thì các bạn bắt buộc phải mua thêm một cái dây livestream 3 màu hoặc là MA1, MA2 gì đó, đều được. Cái dây này sẽ không live trên các app được các bạn nhé. Không live trên các app được. Đó. Các bạn phải mua thêm một cái dây live stream như này. Để có thể giao lưu hay là nói chuyện này. PK ở trên Bigo Live. Đó. Các app đó. Thì các bạn cắm như sau. Cái dây live stream này cắm như sau. Các bạn lấy dây màu hồng. Cắm vào cổng headset. Là cổng thứ 7 từ trái sang. Đó, cắm từ cổng thứ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, cổng thứ 7. Và các bạn lấy dây màu xanh, cắm vào cổng game, cổng thứ 3 từ trái sang. Đó, cắm vào như này, và một đầu còn lại, các bạn cắm vào điện thoại, đang phát livestream trên Bigo Live hoặc là các app khác đều là ok. Đó, bằng cách này các bạn có thể livestream trên Bigo Live được nha. Còn cái dây màu trắng đi theo H9 thì sẽ không live trên Bigo Live được. Dây này chỉ livestream trên Facebook được này. Hay là các bạn thu âm được này.
chỉ thế thôi. Ok, đấy là về cơ bản cắm các kết nối, chỉ cần như thế thôi ạ. Một cái nữa là cổng layout, cổng TV show thì các bạn không quan tâm đến, không cần quan tâm đến hai cổng này. Một cổng nữa là cổng USB. USB này các bạn dùng cái dây này. Mục đích là làm gì? Đó chính là các bạn để sạc nguồn. Đó, các bạn cắm một cổng đầu dây này, các bạn cắm vào đây. Và một đầu còn lại này các bạn cắm vào củ sạc điện thoại. Cắm vào củ sạc điện thoại để các bạn sạc sạc điện. Bởi vì chiếc H9 này có nguồn pin dự trữ rồi, cho nên là các bạn cần phải sạc điện thì mới dùng được. Sạc đầy thì các bạn có thể dùng đến 5 đến 6 tiếng thoải mái luôn. Hoặc các bạn cũng có thể lấy nhạc từ máy tính bằng cái dây này. Bằng cách là các bạn cắm dây này vào đây, sau đó một cổng còn lại các bạn cắm vào máy tính, cổng USB của máy tính, thế là các bạn có thể vừa lấy nguồn vừa lấy nhạc từ máy tính luôn. Đó rất là tiện lợi. Ok, giờ đến các nút hướng dẫn đằng trước. Đó, đây chính là mặt mặt trên của sao card H9, có đầy đủ tính năng hiệu ứng luôn. Đó, mình sẽ bật nguồn lên. Bây giờ chúng ta làm quen một chút. Ở đây chúng ta có 6 nút để hiệu chỉnh âm lượng, volume, bass chép. 3 nút bên tay trái là gồm có microphone bass này, bass này, chép này, âm lượng của mic này. Đây là âm lượng của nhạc này. Ở đây là monitor volume là âm lượng tổng. Và nút này là khi các bạn hát phát livestream hay là thu âm to hay nhỏ để hiệu chỉnh ở nút thứ thứ sáu từ trái sang. Đó. Bình thường thì các bạn để ở ba ba cái nút ở bên tay trái này ở mức khoảng 16 đến 18. Đó, cái vạch giữa này các bạn để khoảng 16 đến 18 là hợp lý. Thế còn ở bass chép thì tùy vào giọng của từng người. Đó, đây bass chép là bass là chỉnh về độ trầm, độ ấm của giọng. Còn chép là chỉnh về độ trong, độ sáng của giọng. Đó, đây là âm lượng của mic. Thường thường đối với giọng của mình thì mình sẽ để bass ở mức khoảng 16 và chép mình để ở mức độ khoảng 12 thôi. Và âm lượng mic thì mình cũng để khoảng tầm 15, 16. Đó. Đấy là đối với mình. Còn hai cái nút vặn ở trên này, cái núm vặn trên này, đây là reverb, nghĩa là độ vang của mic đó. Các bạn vặn theo chiều kim đồng hồ, tùy chỉnh các bạn muốn vang ít vang nhiều, các bạn nghe trong tai phone tai nghe các bạn sẽ nghe được. Trung bình thì các bạn để ở hướng 1 giờ là ok. Còn đây là stereo, cái nút này là nút là nhại lại của giọng đó. Thường thường thì mình cũng để ở hướng 1 giờ, tùy vào các bạn muốn nhiều hay ít nhé. Còn cái nút ở khung này nghĩa là gì? Số 1, số 2, số 3 và số 4 là giả giọng. Đó, đây là giả giọng hết. Ba cái giả giọng. Còn đây là autotune. Cái nút này là autotune. Khi các bạn ấn vào nút này thì ở dưới này sẽ sáng và các bạn ấn một lần thì sẽ tương ứng nó nhảy sang một cái tune khác nhau. Đó, do các bạn lựa chọn muốn hát ở tune chế độ nào. Còn bình thường các bạn là hát karaoke thì chỉ cần bật KTV lên là được. Đó, nút KTV là các bạn có thể hát karaoke nhé. Còn ở phía bên dưới này là các hiệu ứng vui nhộn như là vỗ tay, cười, nói, vân vân. Đấy là một số hiệu chỉnh và các kết nối chiếc H9, sao cả H9 này với mic. Các bạn có thắc mắc gì thì vui lòng để lại comment bên dưới video giúp mình nhé. Mình sẽ xem xét và giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình ạ.